Kính chào quý vị khán giả, thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp doanh nhân có vai trò rất quan trọng, là lực lượng chủ đạo trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Xác định vai trò tầm quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân, bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 1 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa mở bản tin doanh nghiệp doanh nhân. Chương trình được phát sóng định kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần từ 22 giờ 35 phút đến 22 giờ 45 phút nhằm truyền tải các thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định quốc tế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp doanh nhân. Thông tin kết quả hoạt động của doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giới thiệu những tấm gương doanh nhân tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, khởi sự và quản trị doanh nghiệp. Trong số đầu tiên của bản tin doanh nghiệp doanh nhân năm 2022, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin chính sau đây. Doanh nghiệp Thanh Hóa vững vàng vượt khó trong đại dịch Covid-19. Mục câu chuyện doanh nhân là nội dung trao đổi với giám đốc VCCI Thanh Hóa về thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp Thanh Hóa hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 120/2021 tiếp tục giảm 37 khoản phí lệ phí cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, nhiều khoản phí lệ phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được giảm. Trong đó, nhiều khoản phí lệ phí được giảm đến 50% mức phí so với trước dịch COVID-19 đã được ban hành trước đó, như lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, lệ phí sở hữu công nghiệp, lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp. Theo số liệu mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đã đạt 31,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với năm 2020. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 18,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là các ngành sản xuất, phân phối điện, kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ. Đã có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong năm 2021. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 10,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 34,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 5 tỷ đô la Mỹ và Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,9 tỷ đô la Mỹ. Ngành dệt may của Việt Nam đã cán đích kim ngạch xuất khẩu 39 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, tăng 11,2% so với năm trước. Đây được coi là một nỗ lực rất lớn trong bối cảnh nhiều nhà máy phải đóng cửa thời gian dài vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đáng chú ý, hiện các doanh nghiệp dệt may đều đã ký kết các đơn hàng cho quý 1 năm 2022, thậm chí có đơn hàng dài cho cả năm 2022. Để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp dệt may trong nước đang tăng cường liên kết, mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động, đón thêm các đơn hàng mới. Năm 2022, chuyên gia dự báo tổng kim ngạch thương mại dệt may toàn cầu sẽ phục hồi hoàn toàn với khoảng trên 700 tỷ đô la Mỹ. Đây là cơ hội để ngành dệt may Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 đã qua là một năm đầy khó khăn thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Thanh Hóa. Do tác động của đại dịch COVID-19, không ít doanh nghiệp đã phải giải thể, tạm ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Trong khó khăn, các doanh nghiệp đã nỗ lực biến thách thức thành cơ hội, thích ứng linh hoạt để duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiếp tục có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dưới tác động của làn sóng dịch COVID-19, năm 2021, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản này phải đối mặt với nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nguyên liệu sản xuất, cước vận tải tăng cao. Khó khăn đó buộc doanh nghiệp phải quyết đoán tìm hướng đi phù hợp để giữ thị trường, giữ việc làm ổn định cho người lao động. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đơn vị đã chủ động cơ cấu lại sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, điều hành hoạt động linh hoạt theo diễn biến dịch bệnh và tín hiệu phục hồi của thị trường. Do vậy, đến hết năm 2021, sản lượng và giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp đều tăng trưởng gần 20% so với năm trước. Có những khi đấy là áp dụng 3 tại chỗ, có những lúc lại có thể là phân tách, biệt lập từng khu vực một, duy trì chất lượng hàng hóa và sự phục vụ khách hàng để giữ được thị trường, đáp ứng được yêu cầu khi mà cái điều kiện không thuận lợi. Chính vì vậy, cái tín hiệu của thị trường thì khách hàng rất tin tưởng và tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào những năm tiếp theo. Mặc dù chịu tác động sâu sắc của đại dịch COVID-19,
trong năm 2021, tỉnh Thanh Hóa vẫn có hơn 3.500 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên gần 20.000 doanh nghiệp. Nộp ngân sách nhà nước khu vực doanh nghiệp năm 2021 đạt 7.616 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Trong khó khăn cũng là lúc các doanh nghiệp doanh nhân Thanh Hóa phát huy mạnh mẽ nhất tinh thần, ý chí, sức sáng tạo, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Tùy theo tình hình thực tế, mỗi doanh nghiệp đều linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất, chủ động theo sát diễn biến thị trường, nắm bắt, chắt chiu từng cơ hội để phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng tôi có những cái chương trình đào tạo để nâng cao cái năng lực làm việc của cán bộ, công nhân viên. Thứ hai nữa là chúng tôi đã áp dụng cái công nghệ số vào các khâu hoạt động, quản lý cũng như là sản xuất, giảm giá thành để tiếp cận thị trường một cách tốt hơn. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng rất mừng là ổn định việc làm cho người lao động, mở rộng về quy mô hoạt động sản xuất của chúng tôi. Càng khó khăn bao nhiêu thì doanh nghiệp lại càng tìm ra những tia sáng để đi, càng tìm ra cái con đường để mình đi. Thì đến cho đến cuối năm 2021 thì cũng đã khôi phục dần cái nền kinh tế. Song hành với việc đó, cấp ủy đảng, chính quyền và đặc biệt lãnh đạo tỉnh cũng đã tìm rất nhiều cái cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp để làm sao để thực hiện tốt cái mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả và vừa chống dịch. Năm 2022 được tỉnh Thanh Hóa xác định là năm hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Bám sát định hướng của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Thanh Hóa cũng đang tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đón đầu xu hướng phục hồi của nền kinh tế. Cùng với sự ủng hộ, các chính sách hỗ trợ nhanh chóng kịp thời của Đảng, Nhà nước, của tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, doanh nghiệp Thanh Hóa đang vững bước vào năm 2022 với tâm thế và khát vọng phát triển, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp cần bắt nhịp để hội nhập và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thách thức do dịch COVID-19. Năm 2022, xu hướng này đã trở thành đòi hỏi cấp bách và là chìa khóa để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Vậy lợi ích của chuyển đổi số là gì và cần có những giải pháp gì để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp? Trong câu chuyện doanh nhân hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ trò chuyện với ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa về nội dung này. Xin chào ông Đỗ Đình Hiệu. Có thể nói là cái xu hướng chuyển đổi số đang là cái vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Vậy thì tại Thanh Hóa thì ông thấy rằng là các doanh nghiệp đang từng bước thực hiện cái việc chuyển đổi số như thế nào và đã đem lại những lợi ích ra sao ạ? Thanh Hóa xếp thứ 15 trong cả nước về cái ứng dụng công nghệ thông tin. Đặt vấn đề như vậy để nói lên được rằng là đối với doanh nghiệp Thanh Hóa thì cũng đã có những cái sự bắt đầu cho cái ứng dụng trong cái chuyển đổi số. Trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp cũng đã ứng dụng nhiều các cái phần mềm liên quan đến về quản trị nhân sự, liên quan đến quản trị về tài chính, về quản trị hệ thống trong sản xuất kinh doanh. Nó sẽ nâng cao cái năng suất lao động, nâng cao cái chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nó sẽ tạo ra được một cái minh bạch trong cái quá trình kinh doanh, tạo ra một cái niềm tin cho đối tác cũng như người tiêu dùng. Vâng, có thể nói là những cái lợi ích mà chuyển đổi số đem lại thì rất là rõ ràng. Thế nhưng mà thực tế thì doanh nghiệp Thanh Hóa thì đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái chuyển đổi số. Vậy thì theo ông, đâu là những cái rào cản trong cái việc chuyển đổi số của doanh nghiệp hiện nay ạ? Những cái rào cản trong chuyển đổi số nó là phải đầu tư cơ sở hạ tầng, rồi đầu tư phần cứng, đầu tư phần mềm. Và rào cản lớn nhất ở đây tôi muốn nói chính là cái nhận thức và cái tinh thần sẵn sàng chuyển đổi của chủ doanh nghiệp. Có nghĩa là sẵn sàng tiếp cận cho cái công nghệ mới, sẵn sàng áp dụng những cái phần mềm mới và sẵn sàng phải thực hiện một cái quy trình mới để áp dụng cho cái chuyển đổi số. Trong cái bối cảnh dịch bệnh thì rõ ràng là chuyển đổi số là cái xu hướng tất yếu mà doanh nghiệp phải hướng đến. Thế thì theo ông là chúng ta cần có những cái giải pháp như thế nào để mà thúc đẩy cái chuyển đổi số trong doanh nghiệp hiện nay? Giải pháp đầu tiên là chúng ta vẫn phải nâng cao cái tuyên truyền nhận thức về cái việc ý nghĩa, lợi ích của cái chuyển đổi số. Nó sẽ có cái tác động như thế nào đến cái hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Và doanh nghiệp người ta nhìn thấy rõ lợi ích thì người ta sẽ tham gia tích cực. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, phải có những cái chính sách gọi là tạo được một cái động cơ ban đầu để cho doanh nghiệp người ta sẵn sàng thực hiện cái việc chuyển đổi số đấy. Và theo như tôi biết thì các cái đề án chuyển đổi số của tỉnh thì cũng đã dành ra những cái nguồn lực rất là rõ ràng cho cái nội dung này. VCCI hiện nay thì đang thực hiện cái việc là giới thiệu 50 doanh nghiệp để tham gia ứng dụng chuyển đổi số. Và thông qua cái chuyển đổi số đó rồi thì sẽ lan tỏa sang cho doanh nghiệp khác. Vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Đình Hiệu đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin doanh nghiệp doanh nhân tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.